Tột nói bày chân khắp pháp giới
Nhân tâm đảnh lễ khắp pháp giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ khắp pháp giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Hán là phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thần Hải Nghiêm Phương Tri Khắp Phạm Giới Thanh Hà Chúng. Lương vườn ung chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngưỡng mong chư Phật thương mà chính mình. Nam mô trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm, mà khi mãn bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kim khó tìm câu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phẩm Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát.
35 trượt thế có phần bảo Di Lặc. Các người sanh trong đời này tâm ý chánh trực, không làm điều ác đó là có đức hạnh lớn. Vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật thiền nhiều an ít rất dễ khai hóa. Chỉ có thế gian năm a trường này rất là cực khổ. Ta này thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh bỏ năm điều dữ. Những năm sự thống khổ lìa năm sự thiếu đốn, điều phục tâm ấy khiến làm năm điều lành phước đứng được thành tựu. Những gì là năm điều? Thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác mạnh hiếm yếu chèn ép nhau, tàn sát con hài ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ cô độc căm điếm đuôi ngọng si ám ngông cuồng. Là do đời chưa không tin đạo đức, không chịu làm lành. Những hàng con quý hào phú hiền minh trưởng gia trí dòng tài cao, là do biết từ ai hiếu thuần tu thiền tinh đức. Từ đời trước khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh chuyện thọ thân hình sao sanh vào các nẻo, nên có địa ngục súng sanh ví như lao ngục. Ở thế gian có cực hình kịch khổ, thần thức tuy tôi đã tạo mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả bao. Tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội xoay vần nhiều kiếp không thôi, rất khó giải khổ thống không thể nói hết được. Án đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên tuy không bao ứng tức thời, nhưng thiền ác chung quy vẫn phải chịu quả báo. Điều thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật hoang dâm thái quá, mặc tình phong cũng ở trên thì không minh, tại vì không chính hàm hại hoang buồn tổn hại chúng lương tâm miệng khác biệt hữu toan. Nhiều bề trong ngoài dối trá dần dội ngu si, muốn lời về mình tham lam không chán, lời hại được thua oán dần thành thù tan nhà, mất mạng không xét trước sau. Giàu có kêu kia không chịu vô thí chất, chưa cho đầy nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chúng không đem được gì. Thiện ác hòa phương tùy nghiệm thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc. Thấy người làm lành lại còn hủy bán, không chịu bắn chứa thường nghĩ trộm cắp rình đòa của người tiêu phá hết, rồi lại đi tìm nữa trên đòa vào ba đường a chịu vô lượng khôn. Xoay vòng nhiều kiếm rất khó ra khỏi đau khổ vô cùng. Điều thứ ba, người đời nương nhau mà sống, còn trong đời đất họ màng chẳng được là bao. Kẻ vẫn lương tâm không chính đến ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục phiền não tràn hông thái độ tà nghĩ, muốn lung lung hao tổn tài sáng làm điều phi. Ai cầu xin gì cũng không chấp thuận, lại còn tu bè cánh đàn hưng binh gây chiến
đánh cơm diệt hại chiếm đoạt bất hiếp chua cấp cho vợ con nó thân hưởng là khiến người chán ghét lo lắng khổ cực tạo nhiều tội ác. Chến vào tam đồ chịu vô lương khổ qua lại nhiều kiếp khó được giải thoát khổ đau không xiêm. Điều thứ tư người ta ở đời không ai chịu tu thiện nói dối nói lời hung dữ nói đâm thọc nói theo dệt gần ai ghét người lành ham hại người hiền bất hiểu với cha mẹ kinh mạng sư trưởng chân thành tin với bằng hữu tự cao tự đại cho mình có lý cậy mình ý thế lấn hiếp mọi người mong người kính để không biết vô thẹn ôm lòng kiêu mạn có thể giao hoa nhờ chút phương đức từ đời trước. Đời này làm ác phương đức mất hết họ mang hết ra đôi can điều án báo vậy oán cừu dân dân không sao tránh khỏi chỉ việc tiến vào vạn lưa thân thể tàn nát tâm thần thông khổ bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muốn rồi. Điều thứ năm người đời phóng tung lời biến không chịu làm lành tu sửa thân tâm cha mẹ quyền bảo ngàn cai trong đôi như là oan gia phụ hoàng ân nghĩa không chúng bao đền phong tung lèo lòng rượu chè xa hoa đằng đòn vương bình chân chúng lễ nghĩa không thể can gian giao tim lùng thân quyến thuộc không chút ân tình không nhớ ơn cha mẹ không nói nghĩ thầy trò bằng hữu chi lo cho tự thân không được một điều lành không tin phần pháp không tin sanh tử thiền ác muôn hai hiền nhân phá hoại phần pháp ngu si mong mùi tự cho thông minh không biết từ đâu sanh đến chết sẽ đi về đâu bấm nhân bấm thuận lại muốn thường thọ thương xót khuyên báo lại không chịu nghe khổ hơi cạn riêng cũng thành vô minh tâm mỹ cô chấp không chịu thấu hiểu mạng chúng cần kề hôi tiếp đã không tu thiền đến khi nhắm mắt ăn nặng hồi hận sao còn kịp nữa trong vũ trụ năm đường phong minh thiện ác bao ứng hòa phước rành rành thân từ chịu lấy không ai thay đưa người thiện làm lành thì từ cánh chương đến cõi chương từ sáng vào sáng người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ từ tối vào cho tối ai hay biết được chỉ có đức phân biệt rõ khai thì chỉ dạy người tuân hành rằng in nên sanh tử không tội ác đạo không dừng người đời tạo án như thế nên tự nhiên có ba đường ác chịu vô lượng khổ xoay vần nhiều kiếp không có hạn kỳ ra khỏi khó được giải thoát đau đớn không thể nói được do vậy nên có ngủ ác ngủ thông ngủ theo như lò lửa lớn thiêu đốt thân người nếu tự nhất tâm giữ ý đoan thân chánh niệm ngôn hành tương xứng chi tâm làm lành không làm phiền ác thì được độ thoáng đầy độ vương đứng được trường thọ đến đạo bồ đề đây là năm điều thiền phẩm 36 bao lượt khuyên lớn phân bao di lặc bồ tát những ngủ an ngủ thông ngủ thiêu đó
bên hoàng tài hương cầu sống không đường. Cờ chết không xong để cho người đời thấy sự chiếu cảm đó mạng chúng đoa vào ba đường a thông khổ quá lâm từ bị thiêu đó cùng kinh hoang thu tàn hại lẫn nhau tao một tội nhỏ lần thành to lớn do tham đắm tài sản không chịu bỏ thì muốn khoái lạc bản thân không chịu phản tình si am thúc dục tranh lợi về mình phú quý vinh hoa đường thời vừa ý không chịu nhẫn nhịn không chuyên tu thiền không bao lâu vì thế theo đó tiêu diệt nghiệp lực an bài báo ứng tự nhiên dù có lo lắng hoàng hô cũng phải vào bản đạo xưa nay như vậy đau khổ lắm thầy các ngươi được nhờ pháp của chư Phật chỉ dạy phải suy nghĩ chính chắn cứ ghi nhớ kỹ trọn đời không được biến trễ kính phật trọng hiền lương thiện từ bi cầu thoát ba coi trước sanh không sanh tử lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ thế nào gọi là hành thiền bậc nhân phải tự tình tâm chánh thân tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh thân tâm thanh tình cùng thiện tương ưng đừng theo thì dục không phạm điều an ngôn sẵn hòa diệu thân hành kiên cân hành vi cử chỉ bình tĩnh tự tôn vội vàng hâm tâm không suy xét chính chắn sẽ hư hỏng hối hận về sau uổng phí môn đời phẩm 37 như nghèo đằng của bao các ngươi đã trồng nhiều căn lành phải nhẫn nhục tinh tấn đừng phạm cấm giới tự tâm chuyên nhất thanh tình trai giới tu một ngày một đêm ở cõi ta bà hơn làm lành ở cõi vô lương thọ cả trăm năm tại sao vậy cõi nước của đấng Phật đó đều hành thiền thích đứng không có một chung án tu thiền ở ta bà mười ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi phần khác tại sao vậy vì cõi nước Phật ở phương khác thì phương đứng tự nhiên có không có duyên để làm a chỉ có thế giới ta bà này thiện ít ác nhiều toàn là khổ độc chưa từng ngừng nghỉ ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chi dạy trao cho kinh pháp vậy phải nhớ giữ tuân hành tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu chi bao lẫn nhau cùng nhau kim điểm hòa thuận đạo nghĩa hoan hỷ tự hiếu nếu có sai phạm phải tự hối cải bỏ ác làm lành sáng nghe tối sửa phụng trì kinh giới như người nghèo được của sửa xưa tu nay gột rửa thân tâm tự nhiên cảm ơn được như xa nguyện khi phần còn tại thế quốc âm thôn trang đều được hoa độ thiên hạ hòa thuận nhật nguyệt trong sáng mưa thuận gió hòa tai dịch không khởi quốc thái dân an bình đạo vô dụng nhân đức hưng vượng giữ gìn lệ nghĩa nước không trộm cướp không có tầm mạnh không hiếm yếu đều được an lành ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con ta nay làm phần ở đời này chỉ rõ điều lành dương dân khó sanh tử được năm điều thiện lên chốn an là vô
vì khi ta nhầm niệm bàn kinh điển lần lần diệt mất nhân dân gian cha làm nhiều điều ác ngủ thiêu ngủ tống về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các người nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy không ai được bái phàm ngài Di Lặc Bồ Tát chấm tay thưa rằng bạch đức Thế Tôn người đời a khổ như vậy Phật đều từ bi thương xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn không dám sai trái. Phẩm 38 lễ Phật hiện ánh sáng đứng Phật bảo tôn giá A Nan, nếu người muốn thấy đức vô lượng thanh tịnh bình đẳng và Can Bồ Tát A La Hán vân vân ở cõi nương đó, nên đứng dậy quay mặt về phương Tây hướng mặt trời lặn cung kinh đánh lễ xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy mặt hướng về phương Tây chắp tay đánh lễ bạch rằng bạch đức Thế Tôn, con nay nguyện được thấy đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc cung dường phụng sự vung trọng cá căn lành. Khi vừa đành lễ liền thấy đức Phật A Di Đà dung nhan uy nguy sắc tướng trang nghiêm quang minh rực rỡ cao lớn vừa trên thân cả thế giới, lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của đức Phật A Di Đà. Tôn giả A Nan bằng phần bằng đức Thế Tôn cõi Phật thanh tịnh kia rất hiếm có, con nguyện mong được sanh về cõi đó. Đức Thế Tôn nói những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng đức Phật, nhiều thiện căn vương đức. Người muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy mong cầu. Vừa nói lời ấy xong trên tay đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới, chư Phật cõi nước chư Phật thấy đều hiện rõ. Như rực mắt gió quang minh thanh tịnh thù thân của đức Phật A Di Đà nên ở thế giới này, như hắc sơn tuyết sơn kim càng thiên vi càng núi lớn nhỏ sông suối rừng cây cung điện của trời người, tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian, cho đến địa ngục ngạ quỷ hang hô thay đều sáng rõ đồng bốn màu sắc như thời kiếp thủy tai nữa tràn đầy cả vàng vân chìm ngập. Thâm thẳm mênh mông chỉ toàn là nước quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy, tất cả quang minh của Thánh Văn Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của đức Phật. Hàng cư chúng trong đây Thiên Long Bản Bộ người và Phi Nhân vân vân đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới Cực là đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao hoài đức nguy nguy tướng hảo quang minh. Càng hàng thánh văn Bồ Tát cung kính vây quanh như núi Tu Di đứng giữa biển cả thân phao sáng rõ chiếu diệu thanh tịnh bình chánh không có tạp uế và hình loại quái gì, chỉ có ca thơ báo
chúng A Tôn giả Nan và các chúng Bồ Tát vân vân đều rất vui mừng hân hở đánh lễ năm vòng xa tất xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miếu Tam Phật Đàn. Chư thiên và chúng nhân cho đến loài bò mấy xuân động đều thấy hào quang ấy, cả những kẻ bệnh khổ được hên bên cổ, những kẻ sầu não được giải thoát, tay đều có từ tâm làm lành vui mừng sung sướng. Nhân nhà khi như chuông khánh cầm sẵn, không hậu không đánh từ rồi, chư thiên và nhân dân trong cả cõi phần cá đều đem hoa hương đến giữa không rải xuống cúng dường. Bây giờ thế giới từng là ở phương Tây, cách xa cả trăm ngàn vô lượng ưng cõi nương, nhờ oai lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt, như được tịnh thiên nhãn thấy, như quảng tam thương đại chúng ở cõi cực lạc cùng lại như vậy đều thấy được tất cả Như Lai ở thế giới ta bà này, và chúng tỳ kheo vây quanh nghe pháp phẩm 39 từ thị thuật chỗ thấy. Bây giờ đến phan báo tôn giả Nan và từ thị Bồ Tát rằng: các ông có thấy cung điện lầu các ao hồ rừng cây khắp cả vi diệu trang nghiêm ở thế giới cực lạc không? Các ông có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sẵn cứu cánh đem hoa hương cúng dường khắp cõi Phật không? Tôn giả Nan bành Phật rằng: bành đứng thế tôn, chúng con nhìn thấy các ông có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không? Tôn giả Nan bành rằng: bành đứng thế tôn, chúng con có nghe Đức Phật bảo các ông có thấy chúng tình hành ở cõi cực lạc mướn nơi cung điện đi khắp mười phương cung dường chư Phật mà không bị trở ngại không? Và thấy họ liên tục niệm Phật không, lại có các loài chim bay giữa hư không tiếng hót thanh thoát, đó là do Đức Phật biến hóa ra không? Ngài từ thị Bồ Tát bành rằng: bành Đức Thế Tôn, Như Lai Đức Thế Tôn nói chúng con đều thấy cả Đức Phật bảo Di Lặc rằng: nhân dân ở đứng đó có thai sanh nữa, ông có thấy chăng? Ngài Di Lặc bành rằng: bành Đức Thế Tôn, con thấy người thế giới cực lạc ở trong thai như ở trong cung điện cõi già ma thiên, lại thấy chúng sanh ngồi kiếm già ở trong hoa sen tự nhiên hoa xanh. Do nhân duyên gì nhân dân ở cõi đó có hàng thai sanh hàng hoa sanh? Phẩm 40 biên địa nghi thành đứng Phật bảo Ngài từ thì nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức nguyện sanh về cực là không rõ phần trí bất tư nghị trí bất cả sinh trí đại thừa quán trí vô đẳng vô luân tôi thường thân trí đối với các trí này nghi ngờ không tin những vì tin tôi phước mà tu tập hạnh lành nguyện sanh về cực lạc lại có chúng sanh chữa nhóm thiền căn mong cầu Phật trí phổ biến trí vô đẳng trí
Oai đức quan đại vấn tư nghị trí, đối với căn lành không sanh lòng tin ý chí, còn do dự đối với sự vạn sanh cõi Phật thanh tịnh, không có tình chuyên nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi kết thành thiền nguyện cũng được vạn sanh. Do những nhân duyên đó những hàng người này tuy đưa sanh về cần làm những không thể đến thắng khỏi đứng phần vô lượng thọ đường, chỉ đến biên giới coi Phật ở trong thành thất bảo thôi, không phải đứng phần muốn như vậy mà vì chính họ tạo nên tâm định đó. Vậy ở đó cũng có áo sen thân bao tự nhiên, thọ thân ăn uống sung sướng như cõi trời đao lợi, nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà, ở trên đất không thể tùy ý cao lên. Ở đó 500 năm không thấy và không nghe được pháp, không thấy thánh chúng Bồ Tát thanh văn trí huệ, không sang xua biết tin pháp lại ít tâm, không mở mang ý, không vui vẻ nên ở đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh tin đó phần trí cho đến thân trí đoạn trừ nghi hoàng gieo ca thiện căn làm cả công đường chi tâm hồi hướng nên được hóa sanh ngồi kiếm nhà trong hoa thân bao. Hoàn cảnh được thân tướng quang minh công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các băng Bồ Tát, vậy Di Lặc Bồ Tát phải biết hạng hóa sanh đó có trí huệ tu tấn hạng thai sanh kia trong 500 năm không thấy tam bào. Không biết phép tăng của Bồ Tát không được tu tập không đơn, không có nhân viên cúng dường Phật vô lượng thọ, phải biết hàng người này do đời trước không có trí tuệ sanh tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 41 hoàn tăng kiến phần thí như chuyên luận thánh vương, có bày ngục bao để giam những vương tứ nào mắc tội, trong đó cũng có lầu ca cung điện màn bao giường bao lan can cửa sổ giường ghế trang sinh quy bao ăn ngủ nghỉ phùng được khắp dưỡng như chuyện luận thánh vương, nhưng bị trói chân bằng xích vàng các tiểu vương tử này có thích ở nơi ấy không. Ngài từ thì Bồ Tát bành phần bành đứng thế tôn dĩ nhiên không vui thích khi họ bị giam cầm không được tự do, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục, lại cầu mọi thế lực cẩn thận giúp xin nhưng cũng không toại. Bao giờ chuyện luân thanh vương bằng lòng mới được giải thoát này, Di Lặc ca chúng sanh này cũng lại như vậy, vì có tâm nghi hoằng phần khi cho đến quảng đại trí, đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu do nghe danh yêu Phật mà phát tâm tin thôi, thì sanh về coi cực lạc ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng đủ vườn tựa cung điện, tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh không có uế ác, nhưng trong 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tân ca thiện căn thù thắng, do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước hết lòng ăn năn từ trách cầu được ra khỏi thai hoa, khi
nghiêm rồi mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nghe được kinh pháp lâu sau cũng ở đường dài ngộ hoan nghi, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật tu tập các công đức này. Vật đã phải biết rằng tâm nghi hoàn tổn hại rất lớn, mất mà lợi ích lớn. Đối với Bồ Tát anh phải tin tướng minh bạch vô thượng trí huệ của Phật Ngài từ thì Bồ Tát bánh Phật bánh đứng thế tôn. Tại sao có một hàng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiền mà không cầu vãng sanh? Này từ thì những chúng sanh này đi tòa căn cờ phân biệt Tây phương không bằng cõi trời, do vậy không thân cầu sanh về cõi cực lạc. Ngài từ thì bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh này luôn vui phân biệt không cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói các chúng sanh này có nhiều căn lành nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng, không cầu Phật huệ tham đắm phương bao vui thú thế gian, tuy cũng làm phước nhưng chỉ cầu quả bao nhân thiên, tuy được quả báo đầy đủ phong tục nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Và giờ cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc mà không dứt bỏ dục tướng tà kiến vọng chấp thì luôn ở trong vòng luân hồi không được tự tại an. Người ngu si đó không gieo căn lành chỉ dùng thế trí biển thông thì tăng thêm tà kiến, làm sao ra khỏi đại nạn sanh tư được? Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phương lớn nhưng vẫn giữ tâm không biết tình chăm sau nặng, cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát đường. Nếu đêm cái trí huệ vô tướng mà làm ca công đức thân tâm thanh tịnh xa lìa tâm phân biệt cầu sanh về tình độ cho đến qua Bồ Đề quyết được sanh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát vãng sanh Ngài Di Lặc Bồ Tát bánh Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hiện nay có bao nhiêu cả bậc bậc thôi Bồ Tát ở cõi Ta Bà này và các cõi Phật ca đưa sanh về nước cực lạc. Này Di Lặc, ở thế giới Ta Bà này có 720 ứng Bồ Tát đã từng cùng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức đã sanh về cực lạc các bậc Bồ Tát sơ phát tâm. Tu tam công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tính được, không những các bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sanh về cực lạc mà các cõi Phật ca cũng lại như vậy. Cõi nữa của Đức Phật viện chiếu có 18 câu chi na do tha đại Bồ Tát sanh về cõi cực là cõi nữa. Đức Phật bảo tàng ở phương đông bắc có 90 ứng bấm thôi Bồ Tát sanh về cõi cực làm càng bằng bấm thôi Bồ Tát ở những cõi nước. Đức Phật vô lượng âm, Đức Phật quang minh, Đức Phật long thiên, Đức Phật thắng lực, Đức Phật sơ tử, Đức Phật ly trần, Đức Phật đức thủ, Đức Phật nhân vương, Đức Phật hoa tràng đà vạn sanh số lượng 100 ứng hoặc 100 ngàn ứng.
Phật thứ 12 hiệu là Vô Thượng Hoa, có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở bằng bằng thôi chuyện đã sanh về cõi Cực Lạc. Các vị ấy có trí tuệ dòng mạnh, từng cúng dường vô lượng chư Phật rất mừng tình tăng thẳng đến những thừa trong bảy ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả trăm ngàn ức kiếp tu tập. Đức Phật thứ 13 hiệu là Vô Úy, có 790 ứng đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát khắp và chúng tỳ kheo vân vân sanh về cõi Cực Lạc không đếm kể được. Danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh, chỉ nói tên thôi mãn kiếp cũng không hên. Phẩm 43 chẳng phải là tiểu thừa này, từ thì ông thấy căn bằng Bồ Tát mà ta kia được nhiều lời ích như vậy. Nếu có trai lành gái tín nào được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, sanh tâm vui mừng hơn ở chừng một niềm quý chim lệ như thuyết tu hành. Phải biết nơi này được lời ích rất lớn, được nhiều công đức như đã nói ở trên. Tâm công từ ti cũng công công cao, thành tựu thiền căn được thêm tăng trưởng. Phải biết người này không phải tiểu thừa, trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân ngã tu la ở thế gian này nên phải hơn hở thiên thích tu tầm sanh tâm hi hữu, nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau đường vào bậc bậc thôi truyền. Thấy đưa coi Cực là rộng lớn trang nghiêm, nhiệm thọ thổ thân viên mang công đức hơn cả, nên phải tin tăng vâng dự pháp môn này cầu được vãng sanh. Công nên sanh tâm thôi thân hư nguy, dù có bao hàng lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối ân. Tại sao vậy? Vô lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vì diệu này. Không có tâm sai trái có nhiều, vì Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được, nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này. Phẩm 44 thọ ký Bồ Đề, về đời sau đến khi chánh pháp diệt ẩn, nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật vô lượng thọ gia bì mới gặp được kinh pháp này, giờ gìn thọ trì sẽ được quang đại những thiết tri ở trong kinh pháp đó. Hiểu rõ cặn kẽ sẽ được nhiều hoan hỷ, nên lưu truyền cho mọi người tin theo tu tập các thiền nam tín nữ đối với pháp này. Nếu đã cầu hiện cầu hay sẽ cầu vãng sanh đều được nhiều lợi ích, các con nên phải kiên định chắc chắn trong cả căn lành, nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ nghi ngờ. Chẳng vào các cõi trần bao thành tựu lao ngục. Này A Dân Đa, những hàng đại oai đức này thường từ nơi các pháp đại thừa mà đưa lên, đối với pháp này không chịu lòng nghe, có đến một ức vị Bồ Tát thôi chuyện bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác.
nếu có chúng sanh nào đối với kinh này việc chép cúng dường thọ trì đồng tụng trong chút thời gian, vì người diễn nói khuyên họ lòng nghe không sanh ưu não cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà. Đối với đạo vô thượng tròn không thôi chuyện nhà sư, ba ngàn thế giới tràn ngầm lửa lớn, người đó kia mang chúng cũng có thể vừa khỏi sanh vào cõi nước cực lạc. Bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ki bồ đề tăng cá Như Lai đồng tan tháng, vì thế nên phải chuyên tâm tin thọ trì tùng diễn thuyết tu hành. Phẩm 45 chỉ lưu lại một kinh này ta nay, vì chúng sanh mà nói kinh này kiên thấy được Phật vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Hễ có tâm nguyện cầu được như ý chớ để sau khi ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoặc, đời tương lai khi kinh pháp diệt tận ta đem lòng từ bi thương xót, đặng biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều đường độ thoáng Như Lai, ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp tiền trí thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin kinh thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật từ thâm thanh tình hân hở vui mừng, hoàng rau tông dừng đứng hay mắng rơi lệ là do đời trước từng làm phần sự không phải là người vi phạm. Nếu nghe danh hiệu Phật tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ án đạo sanh ra túc ương chưa dứt chưa được độ thoát, nên có tâm hồ nghi không chịu tin tưởng. Phẩm 46 cần tu kiên trì này, Di Lặc Bồ Tát pháp của chư Phật Như Lai vô thường đủ thập lực vô ý thầm thâm vô ngại vô trước, pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai, thì người không có lòng tin sao vững chắc cũng khó gặp được kinh pháp này. Ta nay như lý thuyền nói pháp môn quảng đại, vì diệu nhân thiết chư Phật xưng tăng này đem giao phó cho các ông can, ông phải cẩn thận thù hồ làm lợi ích cho các hữu tình chìm đắm trong đêm dài, chớ để cho chúng đoa lạc trong ngũ thu chiều ca khổ ánh, nên chuyên tu hành thuần theo gia ba của ta, phải tâm nguyện như Phật thường nhớ ân sư, phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu không bị tiêu diệt, kiên cố giữ gìn không để hủy hoại, mong tất cả kinh pháp nhiều in nhớ kỹ không quên. Quyết được đạo qua pháp của ta như vậy, làm như vậy, nói như vậy, Như Lai đã hành trì cũng theo đó mà hành trì tu ca phước thiện cầu sanh về cõi tịnh độ. Phẩm 47 phước huệ được nghe bây giờ đừng thế tôn nói bài tụng rằng, nếu xa xưa không tu phước huệ thì chẳng
pháp này không thể nghe. Đà từng cung dường Cán Như Lai nên hay vui mừng tin pháp này, kêu mang giải đại và tà kiến pháp vi diệu. Như Lai khó tin như người mù hằng thấy tối đen, không thể dẫn đường cho người khác. Chỉ từng trước Phật trồng căn lành cứu đời hằng thiện mới tu tập nghe rồi thọ trì và biên chép đọc tụng tán thán và cúng dường. Như vậy những tâm cầu tình độ giá sự lửa cháy khắp ba ngàn, nhờ oai đức Phật tất siêu về quê bệnh vãng sanh coi cần là biển trí huệ. Như Lai sau rồng chỉ Phật cùng Phật mới biết đường. Thanh văn ứng kiếm suy trí và bằng hán chân cũng không thể yêu công đức Như Lai. Phật từ biết chỉ có Thế Tôn mới khai thì thân người khó được Phật khó gặp. Tin huệ nghe pháp khó trong khó neo căn ưu tình sắm thành phần hành hơn phổ hiền lên bờ giang ơi. Những kẻ học rộng trí cả nên tin lời như thật của ta. Diệu pháp này may phước được nghe nên vui mừng hãy chuyên niệm phần thọ trì quyết quán biến sanh tứ Phật coi người này thật bằng lành. Phẩm 48 nghe kinh được lời ấn khi đừng Thế Tôn nói kinh này rồi có một vạn hai ngàn lá vô tha chúng sanh xa lìa trần cầu được pháp nhãn thanh tịnh. 20 ứng chúng sanh chứng quả na hàm 6.800 tỳ kheo lầu tận tâm được giải thoát. 40 ứng Bồ Tát được bất thôi chuyện dùng công đến hoàn thể mà từ trang nghiêm quá vô thượng Bồ Đề. 25 ức chúng sanh được bất thôi nhận bốn vàng ứng na do tha trăm ngàn chúng sanh chưa từng phá nguyện thành Phật này mới phá tâm gieo ca căn lành nguyện sanh về cực lạc. Thay bằng A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ tay đều thưa lam thành Phật khắp các phương cùng một danh hiệu là diệu âm Như Lai. Lại có tam vạn câu chi na do tha hữu tình ở mười phương coi vọng hoàng hiền vãng sanh hoàng sẽ vãng sanh thay Phật A Di Đà được thọ kỹ pháp nhân thành vô thương Bồ Đề. Các hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với đức Phật A Di Đà. Bây giờ đại thiên thế giới chấn động sao cách và hiện các hy hữu thần biến quang minh sáng chói chiêu khắp mười phương. Lại có chữ thiên giữa hư không táo âm nhạc vi diệu cho đến chư thiên sanh giới cũng nghe và khen. Chưa từng có vô lượng hoa đẹp thơm rơi xuống tôn giả Nan Di Lặc Bồ Tát và các hàng Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long Mãn Bồ Tát. Cả đại chúng nghe lời đức Phật dạy đều rất vui mừng tin thọ phụng hành Phật nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Bồ quyết tâm kinh này mà bán nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thăm bán nhà ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ quẩn giai không độ nhưng thiệt khổ anh
gì không không băng gì sanh sanh tấn thì không không tấn thì sanh thọ tương hành thân diệt phùng như thị xa lời tử thì chữ pháp không ai tướng bất sanh bằng diệt bằng do bằng tình bằng tăng bằng giảm thì có không trung vô sanh vô thọ tương hành thân vô nhãn nhị thị thiệt thân ý vô sanh thân hương vị pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng di vô sở đăng có bồ đề tăng nói bán nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cố vô hữu cũng vô biển ly điên đau mong thương cơ khanh niên bằng tam thế chư phật y mang nhã ba la mận đa cố đắc đắc a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố trì bằng nhã ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thế khổ chân thiệt bấm ngư cô thuyên mang nhã ba la mận đa chú tức thuyết chú biết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phá nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung không tạm đắm ngủ dùng. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiêm độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ trong viên thành toàn giác. Nam mô Phạm giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm giới tạng thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức ngài Phật cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiễm thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thì hiện cho con được thấy lại thấy tướng màu và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh sinh đều thấy rõ. Con nguyện lắm chúng không chướng ngại A Di Đà đến rước từ xa quang âm cam lộ rưới nơi đầu thế chi kim đài trao đỡ một sắc na lìa ngũ trường khoảng tay co dội đến liên trì khi hoa sen nở thấy từ tôn nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ nghe xong liền mộ vô sanh nhân không trời an dưỡng lại ta bà vang vô lượng quang phân sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phố nguyện tội chướng tấn tiêu trừ thế thế thượng anh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cứu phẩm liên hòa vi kim phân ngộ vô sanh bằng tôi bồ tát vi bạn lớn nguyện gì thờ công đức phố cầm nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành phật đạo. Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật liên tòa chứng minh
Phùng nguyện thương chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà Chân Tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào Quang Gia Hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, thân không tận bình, tâm không hôn mê, nhân tâm niệm Phật, Phật và Thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thùy Từ Chân Tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào Quang Gia Hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc, tầng bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ, trang nghiêm xuân đa kiệt, khánh hà bảo bình an, thu tống tam tài đồng nghinh, bạch phước một khẩu đắc Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thùy Từ Phong Ngọc Hào Quang Tiến Dẫn Chương Linh Vong Linh Cửu Huyền Thân Tổ Tập Nhị Loại Cô Hồn Ngã Quỷ Hà Sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đạo Phật Tiền Văn Kinh Thinh Pháp Cốc Xã Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Á Đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thới phạm giới, chúng sanh tình giữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Nguyện đem công đức này